quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Chúc cho buổi khai mộc hôm nay thành công kết quả mỹ mãn và gặp nhiều may mắn, hài hòa. Tôi rất là cảm kích và cũng chúc cho Bùi Gia làm bức tranh thành công và sẽ phát triển hơn nữa trên thị trường, mang lại nhiều công ăn việc làm, nhiều thu nhập cho người lao động, người địa phương. Xin cảm ơn. Tại đây, tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có một lời nghe lời chia sẻ của tôi, và xin cảm ơn Bùi Gia cho tôi được vinh dự được nói những lời ở đây. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý vị sức khỏe. Thì thay mặt cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và nhân dân cá nhân, tôi xin chúc Quân, chúc Bùi Gia là sẽ luôn luôn tâm huyết với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và luôn luôn phát triển, để cái thông điệp về yêu văn hóa nghệ thuật ấy, nó sẽ được truyền tải từ đây, truyền tải từ những con người cụ thể này, và từ đó tạo nên một niềm tự hào Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, từng nghĩ nhiều đến cái tiền đạo của anh, mà nghĩ nhiều đến cái gì là cái tác phẩm của anh thành công, nó sẽ khích lệ nhiều cái thành công khác của mình. Từ đó là quan trọng hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là lời mong ước của tôi với cái tác phẩm của anh em nhà làm Bùi. Xin chào. Vâng, xin không biết nói gì hơn hết. Thật sự là cảm ơn quý vị và kính chúc các cụ, các bác, các vị chuyên gia, các anh chị em một cái tuần lễ thật là nhiều sức khỏe, và kính chúc chúng ta sẽ càng ngày càng thắm thiết, có nhiều cái tình cảm và giao lưu nhiều hơn. Và xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Bùi Trọng Quân.